Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh được thành lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1997, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dùng cho ngành nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp. Trụ sở chính tại số 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa, nhà máy tọa lạc tại lô B5, khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa và hai chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Long An. Từ khi thành lập năm 1997 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh luôn đồng hành cùng người nuôi, trồng và luôn hướng đến mục tiêu sinh lợi lâu bền. Điều đó thể hiện qua các tiến trình xây dựng và phát triển của công ty được đánh dấu với các mốc son lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh được thành lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1997 bởi ông Vương Vĩnh Hiệp. Lúc mới thành lập, số lượng lao động của công ty không quá 10 nhân viên và vốn điều lệ chỉ với 300 triệu đồng. Những năm đầu hoạt động, ngành nghề kinh doanh chính của công ty là xuất khẩu thủy sản đông lạnh sang thị trường Đài Loan. Năm 1999, ban lãnh đạo đã nghiên cứu thị trường, nắm bắt được nhu cầu thực tiễn với định hướng phát triển kinh doanh sang lĩnh vực mới. Trong giai đoạn đất nước đang mở rộng lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đã quyết định mở rộng thêm ngành nghề sang lĩnh vực thức ăn tôm thịt, thuốc thú y thủy sản, phân bón sinh học. Cũng vào năm 1999, Long Sinh đã thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003, sau việc mở chi nhánh Đà Nẵng, ban lãnh đạo công ty tăng vốn điều lệ và mở rộng đầu tư nhà máy tại khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa, nay thuộc Cam Lâm, Khánh Hòa. Năm 2006, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới, sản xuất nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, bột cá, bột mực. Mặt hàng này tập trung chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Indo, Nhật Bản. Năm 2009, trong tình hình kinh tế khủng hoảng, Long Sinh đã đối mặt với nhiều thách thức. Ban lãnh đạo đã nhanh chóng áp dụng giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp để đưa con tàu Long Sinh vượt qua thời kỳ khó khăn. Tháng 9 năm 2009, công ty đã đầu tư mở rộng, xây dựng nhà máy mới và đưa vào hoạt động chính thức. Từ năm 2011 đến năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh đã đạt mốc doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong các năm. Ngày 22 tháng 7 năm 2012, khai trương chi nhánh Long An đánh dấu một mốc son chói sáng trong lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Tháng 7 năm 2013, dây chuyền sản phẩm Chitosan từ nguyên liệu vỏ tôm ra đời với công suất thiết kế là 1 tấn nguyên liệu trong một ngày. Sản phẩm phân bón lá LS Chitosan Long Sinh với lợi thế cạnh tranh là nguồn nguyên liệu vỏ tôm tươi từ các nhà máy thủy sản lân cận và Chitosan được sản xuất ngay tại nhà máy Long Sinh qua một dây chuyền khép kín từ thô sơ đến hoàn thiện nên cho ra Chitosan có chất lượng tốt, giá thành thấp, đồng thời chủ động được nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất phân bón. Vì vậy tránh được vấn đề thiếu hụt nguyên liệu hay giá thành cao từ nguồn nhập khẩu. Những sản phẩm đầu tiên đã được đưa ra thị trường và được bà con nông dân đón nhận bởi những chất lượng ưu việt của sản phẩm, nâng cao năng suất cây trồng. Cũng trong năm 2013, dây chuyền chiết xuất dầu cá, đạm cá cũng đưa vào hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, tận thu triệt để các giá trị hữu ích từ nguồn phế phẩm thủy sản, cung cấp cho thị trường nguồn nguyên liệu quý giá, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, thực phẩm. Hiện nay, công ty đang sản xuất 5 nhóm sản phẩm chủ lực: thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, chất bổ sung và thức ăn chuyên dùng cho giống thủy sản, phân bón lá sinh học cao cấp và phân bón gốc. Trong đó, Chitosan là một bước tiến thành công của công ty trong việc ứng dụng chitin thu từ phế phẩm thủy sản vào phân bón. Dầu cá, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bột cá, nhóm thức ăn cho chim cảnh và cá cảnh. Trải qua lịch sử hình thành và phát triển, Long Sinh đã dần lớn mạnh và mở rộng với đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ khoa học kỹ thuật được các chuyên gia nước ngoài huấn luyện chuyên biệt. Ban lãnh đạo Long Sinh luôn xác định nhân sự là chìa khóa thành công của doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. Từ quan điểm này, công ty chúng tôi luôn tạo ra môi trường và điều kiện làm việc tối ưu nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc nhiệt tình và cống hiến hết lòng cho công ty. Không ngừng nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ trang thiết bị hiện đại và những thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất vào quá trình sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao.
Các sản phẩm của Long Sinh được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu, bao bì cho đến thành phẩm. Với nguyên liệu ngoại nhập, công nghệ tiên tiến từ Mỹ, Đài Loan, cùng sự phối hợp của chuyên gia nước ngoài và đội ngũ giám sát, kiểm định chất lượng có kinh nghiệm và chuyên môn cao. Phòng thí nghiệm độc lập, vì vậy các sản phẩm khi đưa ra thị trường phải là những sản phẩm đảm bảo về chất lượng, không chứa các thành phần gây hại cho người và động vật, đồng thời thân thiện với môi trường. Cho đến nay, các sản phẩm của Long Sinh đã được khách hàng trong và ngoài nước tin cậy và ưa chuộng với hệ thống kênh phân phối trên 150 đại lý cấp 1 và 500 đại lý cấp 2 trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xuất khẩu mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bột cá đến nhiều khách hàng tại thị trường nước ngoài. Uy tín có được và những chiến lược kinh doanh của mình, Long Sinh xác định tầm nhìn doanh nghiệp trong việc mở rộng và đa dạng hóa các dòng sản phẩm để cung cấp cho thị trường nội địa và quốc tế với phương châm sinh lợi lâu bền. Luôn nỗ lực hết mình nhằm sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng bên cạnh dịch vụ khách hàng tốt, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh đã được sự ủng hộ tin dùng của bà con nông dân và các đối tác. Những danh hiệu mà công ty đạt được luôn là lời nhắc nhở động viên công ty nỗ lực hơn nữa. Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2005, 2008, 2010 và 2013. Giải thưởng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2005, 2007 và 2010. Tôn vinh doanh nghiệp văn hóa UNESCO. Thương hiệu nổi tiếng quốc gia, cúp vàng thương hiệu và nhãn hiệu năm 2007, giải thưởng sản phẩm vàng thời hội nhập năm 2011, giải thưởng top 50 sản phẩm vàng thời hội nhập năm 2012. Giải thưởng vì sự phát triển cộng đồng ASEAN, tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh cũng vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cũng như bằng khen, giấy khen của các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Thương mại, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa. Không dừng lại là một doanh nghiệp luôn sáng tạo và đi đầu trong sản xuất các sản phẩm tốt phục vụ cho bà con nông dân, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh còn là một doanh nghiệp luôn chăm lo đến đời sống an sinh cho người lao động cũng như các hoạt động xã hội. Với người lao động, việc đảm bảo sức khỏe, các chế độ an sinh, giải trí luôn được công ty đề cao. Hàng năm công ty đều có tổ chức các hoạt động ngoại khóa, du lịch nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Hoạt động xã hội luôn được công ty coi là trách nhiệm của mình. Những buổi hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, ủng hộ đồng bào bị bão lụt luôn nhận được sự ủng hộ tham gia hào hứng của cán bộ công nhân công ty. Đặc biệt, vấn đề đào tạo đội ngũ kế thừa, công ty đã liên kết với Trường Đại học Nha Trang trong vấn đề đào tạo giảng dạy, truyền đạt những kiến thức thực tế, kinh nghiệm, tạo hành trang vững chắc cho các sinh viên khi ra trường. Bằng khát vọng của mình, từ đây cho đến năm 2025, Long Sinh phấn đấu trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực thủy sản và nông nghiệp tại nước nhà cũng như khu vực ASEAN. Là đơn vị tiên phong trong đột phá nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm mới, tạo sự khác biệt trên thị trường. Long Sinh, sinh lợi lâu bền.